Em chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn xin chào cô chú anh chị nhé. Hôm nay là 18 tháng 6. Có rất là nhiều người hỏi em là sao mấy hôm nay không có video. Thực ra là tiêu chí của em là mỗi ngày em sẽ lên một cái video để cho cô chú anh chị mua hàng và chia sẻ giống như cô chú anh chị. Nhưng mà chia sẻ thật là mấy ngày hôm nay em bị gió, lưng nó đau quá, không làm được cái gì cả. Đau sụn hết lưng, không làm được cái gì. Thành ra là không lên được video để chia sẻ với cô chú anh chị. Thì hôm nay nó vẫn đau lưng quá nhưng mà sẽ cố gắng lên một cái video này. Có một ít hàng ở trên vườn nhà em đây. Nó tiêu chí ngày hôm nay là có vườn, em có gì em bán đấy. Đó. Thì trước hết thì em sẽ có một cái giò này, là cái giò lá xoài từ đợt em bán ki cho cô chú anh chị ấy. Bán rất là nhiều ki rồi đấy. Dòng lá xoài của Phú Thọ này. Đấy, dòng lá xoài Phú Thọ này thì hoa hôm nay nó nở này. Đây. Hoa hôm nay, năm nay nó nở lại rất là đẹp, bông cánh bầu ấy. Giờ này thì nó là buổi chiều rồi, nó tàn cánh rồi, nó cụp cánh rồi. Đây, bông thực ra bông cực kỳ đẹp luôn. Đó, bông cánh sáp cực kỳ đẹp luôn. Họng hiếc khá là đẹp, mắt mũi khá là đẹp đây. Cánh này khá là dày và khá là to, nó cụp cánh rồi. Cánh bầu rất là đẹp nhá. Thì ở trên cây này ấy, bây giờ hoa đang nở ngày đầu tiên. Thì có thể là ngày mai em sẽ quay lại video để cho cô chú anh chị xem về cái bông này nó nở căng hết cỡ. Em sẽ úp một cái video ngắn lên để cô chú anh chị xem và lưu bông, lưu video về làm hình ảnh bông. Đó, thế còn hôm nay em sẽ cắt những cái ki ở trên này để em bán cho cô chú anh chị. Thì bây giờ sẽ chia sẻ với cô chú anh chị ki nhá. Thì đây em nhấc nó xuống dưới này để chia sẻ cho dễ. Lấy con dao đây. Hoa nó thì cô chú anh chị nhìn thấy rồi. Bông khá là đẹp. Cánh bầu rất là đẹp này. Bông cánh bầu nhá. Bông cánh bầu rất là to luôn. Dao bên này khối em. Thì hiện tại là cái bản lá nó chưa được to lắm. Năm nay nó lại cũng bị kém nữa. Năm nay em không tập trung vào thân lá mạnh nên là nó hơi bị kém. Thì em sẽ chia sẻ ki này. Đó. Thì ki đầu tiên em sẽ cắt. Đây, ki này em cắt ra. Đây, cắt ki này đi. Ki này 150.000 này. Cắt hẳn ra đây đi. Đấy, thì cái đơn số 01 đây. 150.000 nhá. Rồi số 2 này. Số 2 cái kỳ này em cắt lên đây đi. 200. Số 2 này. Đưa cái kỳ này. Kỳ số 2 này. 200.000 này. Được cái mắt thức nữa này. Rồi, cái số 3 này cắt đây đi. Cái số 3 này cũng rất là đẹp luôn. Này. Rễ rất là khỏe nhá. Có một hai cái mắt thức ở đây nữa này. Ở 200.000 nữa. Cái số 4 này em sẽ cắt luôn. Số 4 này cắt thế này cũng bán là 200.000. Đó, một máy quay thôi. Đưa đây, đưa kia đây. Đây, số 4 này, còn hai mắt ngủ. Kỳ khá đẹp, 200.000. Đó, đây còn cái kia này, nếu mà bán hết, ai muốn cái kia này thì em sẽ bóc cái kia này 150.000. Rồi không để đấy. Kia đấy bán hết chưa không ai lấy nữa thì mình bóc. Không còn để bán nữa thì mình bóc. Đây. Cắt kia này ra. Nhanh tay nhanh chân. Cầm một con dao em, anh nhìn thấy em cầm dao ghê quá. Cái kỳ này rất là to nhá. Kỳ này là 300. Ua, kỳ to vật vã luôn. Kỳ này 300.000. Đấy, số 5 đúng không? Rồi số 6 này. Đây để em cắt hai kỳ trong này ra, không vợ em không cắt được. Thì đây, hai kỳ này cũng rất là to. Em cắt làm đôi ra. Mỗi kỳ 300. Cắt từ trên này bên này sang thì nó mới không bị vào rễ. Cầm muốn ra như thế là có ngày em cắt vào tay đấy. Rồi, bẻ ngược cái. Bẻ cái, đấy, em thấy không? Bẻ. Đây ạ, thì em chia lại hai kia này. Cái này là cái số 6 này. Đấy, cái số 6 này 300 này. Cái số 7 này. Số 7 này 300 này. Rồi bán 200 thôi được. Bán 250 đi em. Sửa lại ba kia số 5, số 6, số 7. Mỗi kia 250 thôi. Cô chú anh chị mua rồi dễ nhá. Rồi 5, 6, 7 là 250 nhá. Ki số 5, số 6, số 7 là 250 một ki. Số 8, số 9 này có 250 một ki. Đấy, số 8 và số 9 này. Hai ki rất là to luôn. Đấy, 250 một ki. Ở đây xem có còn cái nào không? Đây còn cái nữa này. Em cắt nốt cái này ra. Thỏ tay vào đây cắt nó cái này ra. Đó,
số 10 cái này cắt đến đây đi. Cắt đến đây cho người ta. Cái này cũng 200 250 đi. Gói 200 đi. Số 8 số 9 là 250 đúng không? Số 10 là 200. Đấy, bây giờ đến cái dây này nó ra một đống hoa này. Ra một đống hoa này. Em cắt cái này bán 200 đến đây. Đến đây đến đây. Đến chỗ nào anh chỉ 200 này. Đấy, đang có dễ này. Nó chùm hoa luôn. Đống mắt ngủ nữa nha. 200, số 11. Số 12 để em cắt. Rồi, số 12 này. 150 này. Đây nhá, số 12 nhá. 150.000 này. Giá rất là đẹp. Số 13 này. Số 13 150.000 nữa này. Số 14 này. Số 14 này 200 này. Kỳ rất là đẹp luôn. Số 15 này. Số 15 này là 300.000 nhá. Số 15 này. Ui, kỳ dã man. Dã man 1.000. Số 15 này 300 nhá. Rồi ok. Trên cái cây này đã hết kỳ nhá. Hết kỳ tự nhiên ở trên cây. Rồi. Em cắt xuống còn khá là nhiều. Nhưng mà bây giờ nó chưa lên kỳ này, mai lên kỳ em sẽ bán tiếp. Đây, hoa đây cho cô chú anh chị xem lại này. Bông cánh bầu rất là đẹp luôn. Khuôn cánh rất là đều. Ngày mai em úp cái video lên, bông này cực đẹp. Thì đây cô chú anh chị này, đây em còn một giò nữa này. Toàn kỳ trên thân. Đây. Bản lá con này dòng phi 21 nhá. Lá cực to. Rễ rất là nhiều đang chờ hoa. Nở hoa em sẽ bán tiếp luôn. Đấy, cực kỳ nhiều nhiều kỳ luôn. Kỳ ở trên thân này khoảng 100 cái kỳ trên cái giò này, nhưng mà bị hỏng hết mầm gốc của chú anh chị ạ. Bị sên nó ăn hết mầm gốc rồi. Còn cái giò này. Còn đây là mấy cái con kỳ mít. Mít của Hòa Bình. Đây em sẽ chia sẻ kỳ của cô chú anh chị mít phi 20 đấy. Thì ở đây nó chia sẻ luôn, đây là kỳ 51 này. Cây này mẹ 51 này. Bây giờ năm nay đang lên kỳ 52. Lá chuộc đẹp lắm. Em lại sẽ mời cô chú anh chị xem hình ảnh năm ngoái của nó nhá. Rồi còn mít lá gân phi 20 của Tân Lạc Hòa Bình này em cũng chia sẻ khá là nhiều kỳ rồi. Thì bây giờ đây, kỳ ở trên thân này. Đây, kỳ ở trên thân này. Đấy, thì em sẽ cắt chia sẻ với cô chú anh chị. Đấy. Thì đây, em quay cho anh. Rồi, thì đấy, bản lá thân mẹ thì em đã cho mọi người xem rồi. Đây em sẽ cắt chia sẻ kỳ luôn. Nó có một ít kỳ ở trên thân, con này là thân mẹ là phi 20 nhá. Có cái gì thì em chia sẻ bán cái đấy thôi. Một cái kỳ đầu tiên này. Rất là đẹp luôn. Lá rất là tròn này. Đấy, số 16 này, kỳ này em bán 500 nhá. 500 này. Số 16 này. Số 17 này. Kỳ mít này là 500 là rất là rẻ mọi người ạ. Của nhà làm được thì em bán cho mọi người, giá nó yêu thương tí cho mọi người mua thôi. Con này là con mít phi 20 của Tân Lạc Hòa Bình nhá mọi người nhá. Đây, số 17 này. Kỳ này cũng 500 nhá mọi người nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. 500 luôn. Số 18 này. Giá nó không có bao nhiêu kỳ ạ. Có đến đâu là mọi người mua hết đến đấy rồi còn đâu. Cái hàng này nó rất là hot luôn. Cứ ra cái kỳ nào là mọi người chốt cái kỳ đó rồi. Ồ, có mấy hôm trước có mấy anh em còn hỏi em mua cả mắt ngủ. Số 18 này. Kỳ này. Lá tròn vo này đẹp tiên luôn. Con này gần như xanh sạch nha mọi người nha. Con này thân lá của nó gần như xanh sạch luôn. Con này cũng 500 nhá. Số 18. 9 này. Số 19 con này to nhất. Mấy ngày hôm nay vừa bị đau lưng vừa bận khách quá. Lưng nó buốt ạ. Số 19 này. Kỳ mọi người nhìn này. Kỳ này. Quá là đã luôn. Đưa cái giấy kia này. Rồi, số 19 này là 600.000 nhá. Số 19 này 600. Đơn số 20 ấy. Thì đây này. Còn có cắt, em cắt cái mắt này xuống hôm trước bán khi còn lại hai mắt này. Thì hai mắt này em chia sẻ cho cô chú anh chị nào là 450.000 nhá, số 20 này. Nó lên kỳ nó ra dễ là kỳ tự nhiên này. Đấy, 450.000. Số 20 nhá. Đó này, cái chậu này còn một cái kỳ ở đây nhưng mà nó rất là ít dễ nên em chưa bán vội.
Ở đây em sẽ còn cái chậu này cũng vẫn là giống của nó. Cái chậu này thì nó bị xê nan hết mầm gốc rồi nên kỳ nó ra tự nhiên rất là khỏe. Đây em sẽ chia sẻ kỳ này. Kỳ này bây giờ nó đang mới bắt đầu nhú rễ, có thể chia đôi ra được. Kỳ này kỳ tự nhiên nó cực khỏe luôn. Đấy, ở đây kỳ nó bị sen nó ăn hết mầm gốc nên là nó ra kỳ tự nhiên rất là đẹp, đang nhú rễ. Cái kỳ này thì em bán là 300 một kỳ. Hai kỳ này là 300 một kỳ nhá. Số 23 và 24 là 300 một kỳ. 23 cộng 24 này. Đó. Rồi, tiếp tục đây nữa. Rồi đã cả dây này ra bán phơi này. Số 23 24 đúng không? Rồi. 25 này cũng 300 một kỳ này. Đấy, 25 này. Cộng 25 nữa. Hai sáu hai bảy hai tám 400 một kỳ. Rồi thì cái đơn 20 xong là 23 24 25 luôn nhé. Em quên 21 22. Thì nó không có đơn 21 22. Thì cái chỗ này 23 24 25 rồi. Đây 23 24 25 là 300.000 một kỳ này. Đấy, 300.000 một kỳ này. Đấy, còn bây giờ là 26 27 và 28 là 400.000 một kỳ nhá. 28 26 cộng 27 cộng 28 là 400 một kỳ. 400k một kỳ nhá. 3 kỳ này em sẽ chia ra nhá. 3 kỳ này mỗi kỳ một đơn, mỗi một kỳ là 400.000 nha, là 26, 27 và 28. Thì ghi vào đây cho nó dễ để cho cô chú anh chị dễ biết, dễ mua. Còn ở đây bây giờ nó chưa dễ, chắc là em phải để đợt sau luôn. Đây cắt được một cái ở kỳ từ thân mẹ từ năm ngoái này. Cắt hai cái này gọi là hai cái kỳ luôn thì nó lành. Cắt được cái này. Rồi và tiếp tục một dòng nữa thì cho cô chú anh chị xem giò mẹ trước. Thì cái giò mẹ này là hình ảnh từ năm ngoái. Hình ảnh từ năm ngoái ạ. Chia sẻ với cô chú anh chị luôn đó là năm nay em không chăm lại được. Nên là không chăm sóc được nó nên là năm nay nó rất là xấu. Thì cái kỳ của nó là chuẩn giống, vẫn còn đang trên giò mẹ. Đây thân mẹ dài 2m6. À em xin lỗi 2m2. Rồi. Thân mẹ dài 2m2, cô chú anh chị nhìn cái cán chổi của cô chú anh chị biết. Đây, 2m18, đây bản lá này. Đây cả video này. Đó. Cô chú anh chị thấy không? Đây. Đây, video này. Đấy, giò mẹ bản lá rất là to, lúc đấy em còn đang bị ngã, nát hết cả tay cả chân. Tay chân vẫn còn đang xước kìa. Đấy, lá rất là to. Thân phi 25 nhá, phi 24,5. Đây, nát hết cả tay này. Đấy, bản lá rất là to. Đấy, thân phi 24,5. Đây. Cho mọi người xem cái thước đo. Đây. Đây là cái này em đo là 22,2, à 24,2. Thì là lúc trước, sau mãi sau này em đo là được 24,5. Đấy, giò mẹ bản lá đây. Đây. Đây ạ. Lá này tròn vo luôn. Đây, thân này. Đây, thân nó như con dếp. Đây thì kêu của nó đây, trên này. Giò mẹ hiện tại bây giờ đây. Đấy, em đưa vào chậu gỗ đây vẫn còn nguyên cục rễ trên đầu này. Đây kỳ nó đây. Kỳ trên thân đây còn một đống đây. Thì em chưa thấy hoa. Năm nay nó nở được hoa nhà em, năm nay nó thối hết những cái thân to đây, còn cái thân này, cô chú anh chị nhìn cái thân này biết rồi. To như ngón tay cái luôn. Rồi đứng dậy để cắt để làm đi. Cho nó xong đi. Thì ở đây cái dây kia như này em hạ xuống cho cô chú anh chị mua. Nào cầm luôn một tay lấy. Để cắt luôn xuống. Đấy, hai dây kia nhá. Kỳ đây, chia sẻ với cô chú anh chị luôn. Nó kỳ thì rất là đẹp. Mỗi cái là thân năm nay em không chăm được, nó không to. Đấy, đây là giò mẹ thì cho cô chú anh chị xem đấy rồi. Cắt tại trên giò mẹ hình ảnh đây, còn nguyên đây. Đây, cái kỳ này. Kỳ như thế này năm ngoái em bán là nhú lên em đã bán 1 triệu mấy 2 triệu rồi. Năm nay những cái kỳ như này em sẽ bán cho cô chú anh chị là 600 nghìn nhá. 600, thì đơn số 30 đúng không? 30 này, 600, 31 này. Cũng 600.000 luôn. Kỳ nó phải đến mười mấy sen rồi cô chú anh chị nhá. 32 này,
32 cái này nhỏ hơn em bán 400. Rồi. Còn được thêm mắt ngủ nữa này, 32 này, 400. 33 này. 33 này. 600. Cô chú anh chị nhìn cái kia chưa? Quá đã luôn. 34 này, nào. Tập trung vào làm hộ cái. 34 này, 600. 35 này. 35 cái này em cắt ra từ hôm trước rồi. Cái này thôi để đây, bỏ cái này bỏ ra ngoài đi. Đây. 34 đúng không? Giữ cái thân cái. 35 này. 500.000. 36 này. Bán nốt cho cô chú anh chị luôn. 500.000 nữa. Nào. 37 đúng không? 37 này. 37 này 700 nhá. Còn 3 mắt ngủ nữa cơ. 38 này. 38 này 600. 39 này. Kỳ kinh khủng khiếp. Nó hỏng hết mầm gốc mà nó lên kỳ tự nhiên trên thân này, nó rất là khỏe. 39 rồi đúng không? 600. 40 này. 40 này. Cái này 400. Thôi còn cả cái khúc này ai mà lấy nữa em để 500.000 nữa. Đây. 1 2 3 kỳ này. Ê, có hoa luôn này. Đấy, cả khúc nhá. 500.000. Cắt đôi nha. Cả khúc cắt đôi ra. Mà để tất cho mà vẫn phải cắt đôi. Đưa đây cắt đôi luôn ra. Cho về người ta dễ đóng hàng. Không đóng được hàng. Đấy. Đây. 500.000 cả khúc này nhá. Đang có hoa này. 41 đúng không? 42 này. 42 thì cái đống này, một cái kỳ. Một cái kỳ này. Một cái này có hai mắt ngủ này. Đây đang có hoa này, 1 2 3 4 3 4 bông hoa này. Đây là 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Nói chung cả khúc này. Cả khúc này để và cả cái kỳ này cũng để cho cô chú anh chị là 500.000. Đấy, cả khúc đấy và cả cái kỳ lộn nhộn đi. Cái này em cũng chia làm đôi ra nhá. Đó, chia làm đôi ra. Đây. Đấy, 500.000. Chắc là không ai bán rẻ hơn được nữa rồi. Đó thì loàng hoàng mấy nó cũng ra mấy chục đơn rồi. Thì em xin phép là em chia sẻ cô chú anh chị hôm nay hàng đến đây thôi nhá. Thì còn ngày mai cái bông này nó nở ấy. Nó nở căng lại ấy. Em sẽ quay video em úp lên kênh cho cô chú anh chị xem. Bông nhìn gần như bông ám luôn. Đó, nhưng thực chất nó không phải bông ám. Em không bán bông ám. Năm nay em không bán bông ám nữa đâu nhá. Đó thì có mấy chục đơn hàng. Cô chú anh chị thích đơn nào thì alo cho em. Alo qua nếu mà cần hình ảnh lại thì em sẽ bảo vợ chụp hình ảnh gửi lại cho cô chú anh chị xem nhé. Để mua hàng nó chắc, tại video ngày hôm nay quay nó có vẻ nó hơi bị loang ngoang. Cô chú anh chị thông cảm nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video sau.